Ở đây cũng đang là cái chỗ mà cổ thành đó bà con, người ta cũng xây như vậy đó. Ở đây họ xây trên một cái đỉnh núi nè, lên một cái đỉnh núi coi như kiến trúc hồi đó người ta làm cách nào để nó còn tồn tại được mấy trăm năm thì cũng quá là hay. Nhiều khi mà xây bao quanh cái ngọn núi như thế này đó, nước có thể nó chảy ra, nó sẽ phá cái bức tường đi. Hiện tại bây giờ có một số nhà đó người ta làm cái hàng rào đó bà con, người ta làm cái hàng rào mà nó có một thời gian đó, khi một cái sức đẩy của cái dòng nước ngầm rồi cái nước chảy của đất á, nó sẽ làm cho cái bức tường nó nghiêng đi. Mà trong cái đó như một cái khối đá như thế này mà người ta xây ở trong cái vách núi thì cái người ta phải tính toán sao cho cái độ chảy của cái đất cũng như nước ngầm ở trong đó đó, coi như họ phải tính toán coi sao để có thể nó tồn tại được với thời gian ha. Ok, rồi bắt đầu mình băng qua nè. Đó, có một số đường hầm ở trong này nữa bà con. Đây, coi như có nhiều cái có độ lõm nè bà con, nhiều có cái độ lõm nè, coi có thể nhờ mấy cái này nó có thể đàn hồi được cái sức đẩy của cái ngọn núi đẩy ra, theo mình nghĩ vậy thôi. Quá trời hay đi ha.